này rất là đẹp nha. Đấy. Ai mà có nhu cầu thì ới mình nhá. Ui, 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 ui. Ui, ui. Đầu rất là đẹp luôn. Ui, 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 ui. Đẻ như tranh luôn nha. Con này trăng vào gần 20 cân đấy. To lắm. Không phải nhỏ đâu. Rất là chuẩn nha. Đầu tướng đầu này là sang hiêu thì lợn với hiêu thì sang rất là tốt nhá. Đầu này cực kỳ đẹp, tai mộng. Tay rất là nhỏ. Chó đà chuẩn chó cỏ thì tay rất là nhỏ nhá. Anh em mày có nhu cầu thì hãy alo cho mình để mình hỏi giá xem là chủ bán như nào. Chủ này cũng chuyên nuôi chó sang để bán cho anh em mang đi sang nhá. Mấy năm trước cũng có anh em ở khu Đắk Lắk thì cũng bắt được ông anh này một vài con đi sang lợn ở dưới Đắk Lắk, nên là sang rất là tốt nhá. Rất là đẹp, đầu thì không chê luôn. Muối vết thì cũng đẹp, con này không chê được. Muối được hở cực kỳ to nha. Lưới đem xì. Tướng đầu này là đẹp đấy. Khỏi giọng vừa rồi. Quá đẹp luôn. Anh em ai mà nhớ có nhu cầu rồi thì cứ alo cho mình. Mèo, chuột, cầy, cáo thì con này thì không phải chê nha. Chủ cũng toàn xích ở nhà để cho mình xích đằng sau này thôi, không xích ở trên bởi vì khách người ta qua nhiều cũng sợ người ta trộm mất. Mèo viết chỉ có nào là mẹ nó cắn chết luôn nha. Tài cực kỳ đẹp luôn. Con này đầu rất là đẹp. Nhìn đầu đẹp như tranh luôn nha. Hay mà có nhu cầu mua về để sang cày cáo hoặc là sang lợn, sang hiêu, sang giáng. Nếu mà đất nào mà có hàng gì thì mình mua đi, mình cho nó đi sang bình thường nhá. Ở đó mình đây thì lợn hiêu viết không còn nữa, chỉ còn cầy và mã với lại mèo viết cắt lọi thôi. Còn những cái hàng khác thì rất là hiếm, nên là những chú chó mình nhìn cái tướng nó ra tướng nào thì nó vẫn chơi được, gọi là 50% nó vẫn chơi bình thường nhá. Không biết là nó lì hay không thôi. Tụi nó đó ao rong hay là từ nhẹ mà hô cho cú nè. Cú mà một bát này nồng hay trong đây trong đi chờ vì nhá là nó lấy ít tử lấy suy dụ đấy mà cho bây giờ cứ tin mong à nhớ một chỗ cái nó lấy sai đấy đấy mà chỉ trong chờ cho lò khi lên nó cho một chỗ thì chỉ cho đa đình cho tí xíu nữa giống con hơn nữa. Nhà lên từ khờ hồ lông gây mà nữ cụ xá mua là đất xuyên xá hải lông gây kỳ rào xưa nữa. Cháu dù dòng nó mà dù mù dù hải lông gây phênh gì mà dù gì to. Vậy tới chẳng là mà đến gai mà ý chế chứ xa dị chậu giờ. Giờ cho đến gai lại xưa nữa. Đu tụ đế nào nhau lúc dò ổ cụ dù tổ ít tù một bể lại châu nữa. Lấy cho một chậu chậu nhé, tại xì nó chậu dòng sắp là nó nữa. Nhập tiếp là họ đó. Chẳng lúc đấy cửa nhau lối thật cho nào mà giống có cơn nữa. Giống có cho ô nào mà lấy cho một chậu linh đâu nữa. Tùa cú dông sao mà cho lại cho mà nhau dẹp lại lúc trên nào nữa. Tại sao nó tê rồi thì tuy thấy chẳng lúc đấy tở lò lại nữa. Giống có tiền sư. Tụi nó mà chỉ lo cho mình gì. Tụi nó mà lo có tiền. Mà tới chỗ xa gì tê sư nữa. Tao giống con khán giả mê nhá là để khán giả mê nhá là mà
Đây rồi, chậu xưa. Tụi nó mà nhất là thả nó từ từ thuộc cây từ mà chậu thuộc con nữa. Con này là anh em cấp anh cũng nói là không chỉ được con mèo nào là cắn chết con đấy luôn nhá, kể cả mèo gà nhá. Mình bắt con nào chỉ cần chỉ vào con đấy là mình chỉ biết bắt thôi. Nếu mà gọi là bắt gà về uống rượu chưa chưa mình thả hết gà đi là mình muốn bắt con nào về uống rượu là bắt rất là đơn giản nhá. Mà con này đuôi rất là đẹp, đuôi chọc trời này là cũng gọi là đuôi rất là đẹp. Đẹp lắm, nhìn mắt nó cũng quá lì. Chó sang thì nó con nào bình thường cái tuấn chó sang nó cũng hiền lành như này thôi. Đầu rất là đẹp. Ai mà có nhu cầu thì cứ có thể alo cho mình vào cái số máy 0977856340 nhé. Hôm nay mình cũng tiện đi gửi chó đi cho các bác các chú chơi xong là các bác các chú các anh thì mình vừa gửi chó xong về mình dành một chút thời gian và thăm mấy con chú chó này, bởi vì là trước mình cũng đã đi thăm một lần rồi. Thì bây giờ mình vào hỏi thăm xem là chủ nó như nào, nhưng mà hôm nay đi qua là mấy ông anh cũng không ở nhà nên mình cũng dành một chút thời gian đi xem. Ai mà có nhu cầu thì cứ alo cho mình để mình điện cho ông chủ xem tình hình nó giá nó như nào, có hợp lý không. Theo mình là mấy con này là nó cũng thuộc về hệ chó sang cũng tốt đấy nha, mà không biết là nó đánh hơi lạnh hay mùi lạnh hay không thôi. Còn thuộc về loại chó ngu thì mình ủi này nó không bao giờ biết, còn những mấy con này mình ủi được phát là nó cũng chạy xung quen, vì mấy anh này nó cũng chuyên bắt chó sang để bán cho anh em chúng tôi mang đi sang rồi. Ai mà có nhu cầu thì nhớ đăng ký cái kênh của Cú Thời Sang nha, để cái chương trình tiếp theo hoặc là nhiều lúc mình tuyển được những con nào mà sang đẳng cấp thì anh em cần loại mà sang cày cáo thì nhớ vào xem kênh của mình cày cáo rồi lợn rừng hiêu cắt loại nha. Mình sẽ thời gian nữa mình nếu mà hết dịch mình sẽ quay đi quay rất là nhiều chó đẹp cho anh em xem, thì mình giao lưu với bạn bè nhiều, anh em nhiều, mình cũng đi rất là nhiều nơi nên là mình cũng biết chỗ nào có chó đẹp và có chó sang thì mình cũng biết nhá. Mình thì nhẹ là sau xe đây nó nhầm trong khu cho cũ và chỉ nhẹ là chưa lấy trà nó cho đeo à ông mà mình chỉ dùng chơi mà thằng kia mà dùng lấy này lúc tết chơi gì bao lấy trà nữa cái lúc tết chơi mà dân này mình dọn đòn lại luôn gây mà dùng lấy tết thằng nào mà tuy là luôn gây chờ chờ làm trái tuy là bay chậu một thập lâu chậu chi chậu thế nữa hồi giờ cho thì lấy chỉ tao sáng mùa dù lấy thứ hai luôn cái kỵ ta giò lên nữa giờ lấy chèn dù gió mà trái tây giò lấy cho gió đây những cái mà lấy tí gió lại nữa. Từ chi nhẹ nào là hai triệu lấy trả nhẹ nào là hai gió tàu nữa để cho một triệu to bê tùng bò dành nhau hỗ lại nữa nhà thằng là cú gió lúc giò nó tối tù cũng mong mà cho cái gió cứ tì nhá bê mừng tề nữa lấy cho một mà ta xin nó cho dòng cháp lời lý nó cú cả lời cho các mùa cho cú lời chỉ mùa nó tụ họ cú yêu mỗi mùa cho gia cứ tiếp bên nhọc họ cho đấy chỉ tao chịu lo lấy nó nhau lúc giờ cho đây tiền mày mà chịu chịu có chịu mua thì mà chỉ tao chịu lo cú nhọc họ một lo chịu chi thứ ta xin nó khẩn tao đua là cha là lấy chỉ cả mùa lấy nó cho đây mà ta xin nó chịu tôn tao hơn nữa chỗ trăm bùa thì mà chỗ còn của cha xưa nó lâu đại giờ cho nó từ đây mê giờ mình chỉ tụi nó nữa tụi nó cũng chỉ ở đây đào đi nó lưu giờ nó chết đấy mà để dùng xưa nó từ chú chỉ nhau nó chỉ cho bao nhiêu này từ rồi nhiều hệ là muốn mình chạy chơi này.
bỏ có tiền á, tôi làm lại đúng nè, lại đúng ít tành nè. Ông mà giống cậu nhân là mà thì dạo luôn chơi mò nhân là mà có hôm bữa ai giá triệu xíu đó không mò bao mò thì này cũng giống hay không nên là mà không mò mà giờ giống ta lên lên nào xíu nè. Ai mà có nhu cầu lấy thì alo mình nhá, chó này đuôi rất là đẹp, khỏi phải chơi luôn, tay viết nó cũng gọi là rất là nhờ gọn nhỏ đẹp. Nếu bác nào mà có nhu cầu thì cứ nhớ alo cho mình nhé, để mình gặp ông anh xem là giá cả như nào mình sẽ thông báo cho các bác. Mà các bác nhớ liên hệ vào cái số máy của mình 0977856340 nha. Chó đẹp như tranh luôn nha, đuôi rất là đẹp, đuôi chọc trời nhau. Con này đuôi kiểu này là có rất là ít, đuôi không dài lắm đâu, bình thường có như chú chó mà đuôi nó phải hơi ngắn ngắn như này là mới là gọn mới là đẹp, mà đi sang thì mới sang được tốt nhá. Tôi xin chào các bác và anh em nhá. Nếu mà chưa đăng ký kênh của mình thì đã hăng mê chó sang thì nói chung cứ đăng ký ủng hộ kênh của mình nhá.